Ok và hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel mình. Giờ và mình là Ender. Và mình xin nhắc lại một lần nữa nhá. Thì đây chỉ là cái skin thôi, không phải mình. Và ngày hôm nay, như cái tiêu đề ấy, thì mình sẽ dẫn các bạn cách để xây một cái cửa bí mật chỉ với một cái rương suker. Đó. Thì nó sẽ hoạt động theo cái nguyên lý này nhá. Đây mình sẽ đào một cái đường hầm trước đã. Rồi, đào thông qua bên đây. Đó. Thế này được rồi. Ok. Đó, như vậy. Giờ mình sẽ làm nhá. Đây, các bạn nút cái đầu này lại. Để lên đây một cái rương su cơ. Sau đó các bạn chui qua bên đây. Đập cái này đi. Đó. Giờ các bạn hãy xem mình làm nhá. Rồi, giờ các bạn hãy xem mình làm nhá. Các bạn cần phải đứng lên phía trên cái rương, sau đó nhảy và mở rương. Các bạn sẽ đi xuyên qua cái rương và rơi xuống dưới đây. Đó. Các bạn thấy hay không ạ? Yeah. Đó, mình sẽ làm lại một lần nữa này. Ấy. Yeah. Thất bại rồi. Các bạn phải đứng vào giữa nhá. Rồi. Và cách để làm nó thì thật ra cũng rất là đơn giản. Giờ mình hướng dẫn các bạn. Đầu tiên các bạn cần có một ngôi nhà như vậy. Rồi, đây là một cái ngôi nhà theo phong cách Việt Nam. Giờ các bạn hãy tìm một cái góc bất kỳ. Mình sẽ chọn góc này. Rồi, các bạn đào sâu xuống tầm 3 block. Và yêu cầu ngôi nhà là cái bức tường đấy, nó sẽ phải cao tổng cộng là 1, 2, 3, 4. Đấy, nó cao phải ít nhất 4 block. Sau đó các bạn đào một cái, xây một cái tường hầm. Cái như kiểu là nhà phòng bí mật đấy. Ok, vậy là chúng ta đã làm được một cái một cái hầm có vẻ hơi chật một tí, nhưng mà thôi kệ đi. Ok, và bây giờ các bạn hãy chuẩn bị cho mình những cái nguyên liệu sau đây. Một là một cái khối đá, đá cùng loại với lại nền nhá. Một cái rương su cơ, công tắc, đá đỏ, đuốc đá đỏ, piston và một cái thang để lên xuống. Giờ các bạn hãy đóng cái lỗ mà các bạn vừa xây. Đặt cái rương su cơ lên. Rồi, đục một cái lỗ cách rương su cơ một block nhá. Xây thang vô. Rồi. Và tại vị trí mà chỗ này này, các bạn hãy đục ra đây một cái lỗ. Đấy, nó sẽ thông với vị trí của cái rương để chúng ta có thể đi xuống như là lúc nãy đấy. Giờ mình sẽ chui lên test nhá. Taran. Đấy, rất là dễ. Giờ các bạn hãy đục cái phần này ra để chúng ta sẽ xây cái bộ phận gọi là như kiểu để đi lên đấy.
các bạn đục hết cái phần này ra. Rồi, và sau khi các bạn đục xong rồi đấy, các bạn sẽ đục sang bên này. Đặt vào đây một cái piston. Rồi, đặt vào đây một cái khối đá. Rồi, tiếp theo các bạn xuống dưới đây. Đây, phần này. Đục cái phần đằng sau ra, thông với lại cái piston nhá. Đó, nối vào đây. Một cái đuốc đá đỏ. Đập ra, đặt đá đỏ. Thì cấu tạo của nó thật ra cũng khá là đơn giản thôi. Đấy, như vậy. Đó, chỉ có vậy thôi. Các bạn nối đuốc đá đỏ vào đây. Đặt đá đỏ xuống dưới phần này. Để cho nó thành cái bốn cạnh này nhá. Đừng có để cho nó thành dây như vậy, sẽ bị lỗi. Đây, các bạn để bốn cạnh như vậy. Ok, giờ các bạn lấp lại. Rồi. Đấy, như vậy. Các bạn chui xuống. Đó. Thì ở đây chính là cái bộ phận dùng để đi lên nhá. Các bạn có thể mở. Đó, sau đó các bạn đi lên. Rồi, để lên hẳn nhá. Và đóng lại. Đấy, các bạn thấy chưa? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử test nhá. Rồi, chui lên. Sau đó các bạn xuống đây nhá. Tắt công tắc. Đó, các bạn sẽ... Đấy, nhìn trông chả có một chút nghi ngờ nào cả. Giờ chúng ta sẽ mở này. Nhảy. Taran. Thì mình sẽ dẫn các bạn chi tiết cái phần nhảy. Đầu tiên các bạn thử nhá. Đứng lên trên cái này. Đứng vào phần giữa. Sau đó nhảy lên bấm luôn. Nhảy lên sau đó bấm. Rất là easy phải không ạ? Ok, và vậy là các bạn đã xong rồi đấy. Cũng khá là đơn giản thôi. Và nếu mà các bạn thấy thích cái video đấy, hãy nhớ like, share và subscribe kênh để có thể cập nhật được các video mới nhất. Và cũng như là đồng mình. Ok, bye bye. Tell me where the freaks are.